Hôm nay gia đình mình lại quay trở về nơi mà lúc trước gia đình mình ở. Thì nhà ở đây hiện tại thì cũng để trống, bởi vì là cũng không có tiện đường để chúng ta dắt mấy bạn nhỏ đi học. Chính vì vậy thì hôm nay có thời gian nè, đưa Bắp về nhà nè. Con có nhớ nhà này không con? Dạ có. Nhà này là ở đâu ta? Lô Vega. Em dâu có nhớ nhà này không? Dạ. Con thích ở đây không? Con thích bơi. Con thích bơi ở đây hả? Ở đây, nhưng mà hôm nay là ba lại không có đem đồ bơi theo. Chính vì vậy thì hôm nay chúng ta sẽ về chỉ thăm nhà thôi. Đây là căn nhà của chúng ta. Lên cao quá. Wow, mình không có chăm sóc cái cây này, bây giờ nó đã vàng khe. Trời ơi, tội nghiệp quá. Lâu lắm rồi mình không có về nhà. Thôi mở cửa vô đi con. Con không nhớ rồi, Bắp không nhớ chỗ mở rồi. Đã lâu quá rồi Bắp không có về nhà thăm nhà. Đấy. Thì ha. Wow, có xe đạp của Bắp vẫn còn nè. Bác không nhớ đâu, để con tay của ba thôi. Từ tay của ba. Rồi. Chúng ta vào nhà xem coi là có gì khác lạ không nha. Đó. Vẫn như cũ. Nhà này thì gia đình mình cũng bảo trì suốt á, bởi vì là cũng phải có người lau dọn nè. Đây. Anh Bắp cảm thấy sao? Có gì lạ không con? Con có thích ở đây không? Wow, thích luôn đúng không? Để ba mở cửa sổ lên nè. Đây là khu trước cửa nhà chúng ta. Phía trước á, là hồ bơi nè. À, chúng ta sẽ mở cửa sổ ra để cho có cái gió bên ngoài. Đó, thì các bạn nhỏ rất là nhớ căn nhà này. Phía sau để xem coi. Phải mở cái cửa cho nó thoáng chút xíu nè. Ồ, vẫn còn rất là nhiều đồ ở đây. Thì sao con? Không mở được tivi. Không mở được tivi sao? Đưa cho ba, để ba xử lý cho. Nghe con. Cái chuối bị héo hả đâu? Ồ, đúng rồi, cái chuối không ai chăm sóc thì héo đúng rồi. Nè, ở đây còn mấy cái cây kìa. Mấy cái cây trúc của mình cũng héo luôn rồi nè. Đó, thấy không? Cái giờ con bay sạch rồi. Các bạn đi lên lầu để làm gì vậy con? Lên lầu để làm gì vậy con? Wow, mấy bạn rất là thuần thục nơi này. Bởi vì sao đây là nơi mà... Đó, anh có ai còn nhớ cánh cửa này không? Cánh cửa, vì sao lại có cánh cửa này? Để cho ai không bị té. Mở đèn con quên mở đèn rồi. Đấy. Mặc dù là mình không có ở, nhưng mà hiện tại á, thì nhà mình lúc nào về cũng có nơi để nghỉ ngơi nè. Bắp, dưới này có remote rồi nè con. Đó, các bạn. Đấy. Nơi mà các con ở một thời gian khá dài đó đúng không? Bây giờ con muốn quay lại đây không Bắp? Dâu con muốn ở lại đây không? Có muốn hả? Nhưng mà mình đi học xa quá, mình không có ở đây được. Rồi, mình tiếp tục đi lên, bởi vì là cơ cũng phải xem coi là mình thời gian dài chắc khoảng 6 tháng mình cũng không có về đây, mà mình thấy là mọi thứ nó rất là thích luôn. Hãy nghe đây là khung cảnh gia đình mình. Ở đây thì cũng có một cái phòng nè. Cái phòng này thì cũng lâu rồi cũng không có. Đây là phòng ngủ. Đó. Cũng lâu rồi không có ai ở. Thỉnh thoảng mình để cho mình sẽ về toilet đây. Có toilet sạch không nha? Wow, vẫn còn khá sạch. Xin chào. Đây coi ha. Đây coi hết, mình phải kiểm tra. Lâu lâu mình phải về kiểm tra nhà một tí, coi là chúng ta có
thiếu sót gì không? Wow, đèn này chắc muốn hư rồi. Đây, phía trước đây là cái khung cảnh mà mọi người bơi. Đây này. Đó. Thì cả nhà thấy là ở đây thì rất là thuận tiện, không khí rất là trong lành. Và thật sự ở đây là vợ chồng mình rất là thích. Nhưng mà có điều là nếu mà chúng ta ở đây thì các bạn nhỏ đi học sẽ rất xa. A few inches later. Rồi, chúng ta vừa trở về từ căn nhà mà rất là lâu mà chúng ta không có trở về đúng không? Và bây giờ thì chúng ta đang đi đâu? Đi siêu thị. Để làm gì? Để đi chơi. Ủa, hôm nay mình đi ăn cái gì con quên rồi hả? Ăn buffet, ăn sinh nhật của mẹ. Đúng rồi, ăn sinh nhật của bà nội đúng không? À, tại thì chúng ta đang có mặt ở một cái nhà hàng để ăn. Hôm nay thì là sinh nhật của bà nội và chúng ta sẽ có một ngày ăn nè, rồi chúc bà nội nè, để bà nội ố quên không phải chúc mừng sinh nhật bà nội chứ hả, đúng không? Chúc mừng sinh nhật bà nội. Con cắt mẹ của cháu nè, cháu có chúc mừng bà mẹ không? Chúc mừng cái gì? Lớn xin lên. Sinh nhật vui vẻ. Vui vẻ. Ở trống lớn. Rồi sao nữa? Sao với con? Đúng rồi. Đó, qua wow, đồ ăn đã đến. Đây, chúng ta đang có rất nhiều món ăn lên rồi. Anh Bắp thích ăn món gì vậy con? Con thích ăn món gì? Món nộp. À, món này hả? Mì xào. Món nộp. Đây, đây là mì xào giòn nè. Rồi có chả giò nè. Có gì đây? Có há gạo nè. Đó. Wow, món ruột của anh Bắp đây. Wow, Bắp biết sử dụng đũa sao? Hay vậy? Bắp biết sử dụng đũa hả? Biết sử dụng đũa hả? Hay quá vậy. Mời về nhà mà ăn cơm rồi ba ba coi. Để có ăn cơm rồi. Rồi. Ăn cơm rồi. Rồi, cơm. Rồi, thế là chúng ta đã ăn xong buổi tối sinh nhật của bà nội ha. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi về. Còn mẹ Phượng thì đang mua sữa ở dưới. Đó, em giàu quá phá bà nội. Chúng ta xuống đó mẹ Phượng là chúng ta đi về nha con. Bye bye mọi người đi.